Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba 16 tây tháng 9 năm 2014. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay có một cái tin cũng rất là đặc biệt liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Mà từ thời gian đầu đã có một cái tin là một cựu chiến binh của Mỹ gần 50 năm sau mới được tặng thưởng huy chương danh dự tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua. Đó là cái tin cũng khá là đặc biệt, một cái huy chương đến trễ gần nửa thế kỷ nhưng mà cuối cùng đã được trao đúng người. Chuyện đó như thế nào chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong giây lát, nhưng mà trước hết thì phải xin trả lời một số khán giả đã gửi thư chúng tôi ngày hôm qua. Khán giả Nhượng năm Nguyễn Tampa Florida có đề cập đến cái chuyện ISIS thì có nói như thế này: ISIS tuyển dụng người Tây phương, chắc chắn rồi đây Tây phương sẽ cài người vào ISIS, có thể không anh? Có thể. Tôi mới thấy trong CNN có một cái bài báo nói một người làm double agent trong khi mà đi qua bên kia chiến đấu cho ISIS. Chuyện này cũng có thể xảy ra thưa quý vị. Coi như là những cái người mà gốc chúng tôi đoán là những người mà gọi là ở bên phương Tây mà gốc Hồi giáo, phần ít nhất là phải nói tiếng Ả Rập thì mới có thể đi vào hoạt động cho ISIS được, thì những cái này có thể làm gián điệp. Cái đó cũng là một ý kiến hay và cũng có thể là xảy ra, nhưng mà không biết là bao giờ mới xong. Là bởi vì để mà có một gián điệp như vậy thì CIA cũng như tình báo của Anh cũng như tình báo phương Tây cũng phải huấn luyện cũng khá là lâu. Có một email của một khán giả tên là Hùng Lâm có gửi cũng khá dài. Email rất là đặc biệt, yêu em số 1. Cái gì? Cái địa chỉ email rất là đặc biệt anh. Yêu em số 1 thì yêu em đương nhiên phải số 1 rồi, nhưng mà tên nó thì là tên Hùng Lâm, không biết tên thật là cái gì. Kính thưa quý đài, bây giờ là miền Đông đã là 1 giờ 30 sáng, tôi ráng viết lá thư này xong mới đi ngủ. Tức là chuyện này cũng nghiêm trọng lắm, 1 giờ 30 sáng. Sáng mai ráng lắng nghe Mai Phi Long và Đỗ Dũng làm sao, nói làm sao về vụ việc biểu tình ở Ferguson, Missouri. Trong này khán giả Hùng Lâm này có, tại vì thư cũng khá là dài, có đề cập đến cái chuyện là những người Mỹ đen, theo như khán giả này, là những người rất là tệ. Vì khán giả này có kể kinh nghiệm sống ở Memphis, Tennessee. Con cái những người này thì vô tiệm, nghĩa là lấy cắp đồ rồi còn đi ra còn giữ cửa cho người khác lấy nữa. Gia đình thì chỉ tối ngày là ăn welfare, rồi người lớn thì không đi làm, con cái thì không cho ăn uống đầy đủ, và trong khi mình thì mua rượu hay là mua xì ke hút. Và nói chung là rất là tệ đó, đại khái là vậy. Đại khái là khán giả nói là tôi và anh Mai Phi Long bênh người da đen, cái đó là nên coi lại đó. Và khán giả này cũng có đưa ra một số ví dụ như chúng ta ghét Bắc Kỳ 75 vậy thôi, thử hỏi tại sao người da trắng không ghét cháu, sao không ghét châu Á như mình, sẵn sàng là bạn với mình mà không thích sống gần da đen. Nên nhắc cho anh biết, em cũng có một số bạn da đen nhưng là hê đi vì họ giống mình và cố gắng làm việc. Thì đại khái là khán giả này nói đến cái kinh nghiệm của mình và cho biết là người da đen rất là xấu. Không thấy khán giả này nói là xấu như vậy thì nên bắn bừa bãi, là bắn không cần có súng thì có nên hay không, không thấy đề cập. Nhưng mà xin nói rõ qua khán giả này biết là chúng tôi chỉ có bênh công lý thôi, chúng tôi chả bênh ai cả. Và công lý thì nó rơi vào người nào thì người đó hưởng. Thế thôi, bởi vì nếu phải có cuộc sống có công lý được, đó là cái điều mà chúng ta mong mỏi. Cha mẹ chúng ta dạy chúng ta học từ nhỏ, và chúng ta bỏ đất nước chúng ta đi cũng chỉ vì công lý. Ở cái nơi không có công lý chúng ta đi tìm công lý, thì không có lý nào mà chúng ta lại thấy cái chuyện nó vô lý, một cái người bị bắn không có súng, đại khái như vậy. Và nếu mà đi xa hơn nữa trong chuyện này đó, theo tôi thấy đó, khán giả này có những kinh nghiệm đó thì đúng, nhưng mình không thể nào mình có thành kiến từ một nhóm người trong một cái khu khán giả này ở, mà khán giả có thể nhân rộng ra nói là cả cộng đồng họ như vậy. Cái đó là điều hoàn toàn không đúng. Tôi không nói là sai, tôi nói không đúng rồi. Tôi không biết khán giả đi bao nhiêu tiểu bang, tôi ở Mỹ tôi đi 40 tiểu bang rồi. Đến nước Việt Nam thì tôi đi cỡ 2/3 rồi, đại khái là như vậy. Mình phải đi nhiều, mình phải đọc nhiều, mình mới hiểu được. Ở đâu cái sắc dân nào cũng có một cái nhóm người rất là xấu, nhưng mà có nhóm người rất là tốt. Chúng ta không thể biết, chúng ta phải đi nhiều, chúng ta mới thấy được hết. Và một cái chuyện nữa là xấu tốt ở đây, nó nếu chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta thấy tại sao mà có những cái sắc dân mà họ không làm gì cả, họ sống nghèo khổ vậy. Chúng ta phải nhìn rộng hơn. Cái chính sách xã hội của cái đất nước đó, của cái vùng đó, nó có công bằng hay không? Nó có làm cho người dân đó khá hơn hay không? Hay chỉ để cho tối ngày chúng bay chỉ có nhậu nhẹt, đâm chém, hút chích thôi? Chúng ta phải coi lại cái chuyện này.
tại sao cũng trên một đất nước, một chỗ rất là sống rất là khá, một chỗ rất là tồi tệ. Tất nhiên chúng ta đổ thừa tại con người, nhưng mà cũng có hoàn cảnh trong đó nữa. Đó là lý do tại sao mà trên thế giới này vẫn còn xung đột hàng ngày. Chúng ta thấy, chúng tôi đã nói nhiều lần, tại sao người phương Tây người ta đi vô trong Trung Đông, người ta mua dầu, người ta trả tiền đàng hoàng, người ta không có quyệt đồng nào, thậm chí mua giá cao. Nhưng mà người Trung Đông họ nói, ủa sao chúng tôi cứ nghèo hoài? Đây là lý do tại sao mà nó có xung đột đúng không? Người ta thắc mắc, ủa tại sao cùng sinh ra trên một trái đất mà tại sao chúng tôi cứ nghèo hoài? Đó là cái mà chúng ta phải nên để ý. Ý kiến của tôi, không biết ý kiến đồng có thêm gì không? Tôi có một thời gian tôi sống ở thành phố Baltimore khoảng 6 đến 7 tháng gì đó. Và trong khi tôi sống khu vực đó là hoàn toàn là Mỹ đen. Và nếu có một người da trắng nào mà xuất hiện ở đó thì đây là một chuyện vô cùng lạ. Và tôi sống trong thời gian đó tôi không cảm thấy là những người này làm hại gì cho tôi cả. Mặc dù những cái tay cũng có những chuyện trộm cắp, cái chuyện bình thường xã hội nào cũng có. Thí dụ như là về phía người Việt Nam, ở những khu vực ở Lý Đô Sài Gòn này, thưa quý vị, ngày xưa đi đến những các sân tennis thì thấy nó khác. Sau này đến các sân tennis thì cứ nhìn trên sân tennis những cái bãi nước miếng mà nhổ trên sân, rồi nhìn đó một hồi chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ có những cái đuôi thuốc lá nằm vương vãi trên sân. Rồi đến cái thùng rác thì thấy một đống chai bia nằm ở trong đó. Và đến một lần đến sân thì thấy có người ngồi đứng đó nhậu và chửi thề thì chúng ta biết chắc chắn những người đó là người Việt Nam. Thì thưa quý vị, họ chỉ bằng tiếng Việt mà. không, mix and vừa tiếng Đan Mạch và tiếng Mỹ. Tôi nói với anh không mix gì nữa, nghe cái giọng vẫn là biết Việt Nam, anh cứ nói thẳng ở đi. Cái đó và một cái khu mà người Việt Nam sống thì từ các giống dân khác sẽ dọn đi ra khỏi. Thì chúng ta nghĩ sao về trong những trường hợp như thế, những người Việt Nam cá biệt đó làm những chuyện sai đó, có nói lên rằng hoàn toàn người Việt Nam chúng ta là xấu hay không? Thưa quý vị, không, cái trường hợp đó không đặc trưng tí nào tí cả, không có đặc trưng cho một cái dân tộc. Nếu chỉ có một vài cá nhân làm những cái chuyện như thế này, mà như anh Dũng nói, là đối với những người Mỹ đen, thưa quý vị, họ bị thế hệ này qua thế hệ kia là bị đè nén từ hồi thời nô lệ cho đến tận bây giờ. Thì thưa quý vị, cho nên các người cha mẹ họ cũng không có vượt ra được cái suy nghĩ đó. Mỗi khi họ mở mắt, họ lớn lên, họ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao họ sống cho ngày mai. Họ không có thời giờ giáo dục cho con cái. Thì đây là một cái chuyện chúng ta nhìn xa hơn thì chúng ta thấy mới thấy được cái bản chất của vấn đề xã hội ở đây, cũng như trường hợp của Việt Nam chúng ta, trong trường mà tôi kể cho quý vị mà thôi. Điều đó không nói là người Việt Nam chúng ta là thiếu văn minh và kém giáo dục, chỉ vì chỉ một vài thành phần là có một sự là thiếu ý thức, thưa quý vị. Tôi có ý kiến thêm một xíu trước khi chúng ta đi vào chương trình. Đúng ra những trường hợp này chúng ta nhìn, chúng ta phải thông cảm cho họ thì hay hơn, thay vì chúng ta khinh miệt họ hay là nói là họ xấu. Giống như cộng đồng Việt Nam chúng ta, thưa quý vị, cái tỷ lệ đi bầu nó thấp lắm. Nhiều người họ vô họ lợi dụng. Xin lỗi quý vị, nhiều dân cử bản xứ chỉ có cái ngày lễ ra có mặt xin chào quý vị, rồi hay là ngày Tết chúc mừng năm ơi, rồi đi kiếm phiếu thôi. Đó. Chúng tôi thấy rất là kỳ, mà cái đó nhiều khi người ta coi thường cộng đồng mình. Có nhiều người bảo là ô, người Việt Nam không nhất thiết phải bầu cho người Việt Nam, bởi vì nếu nghĩ như vậy là coi thường người Việt Nam, thế thì các vị dân cử khác đi vô mà nói vậy có coi thường cộng đồng Việt Nam không? Dạ thưa có chứ. Thế nhưng mà tại sao chúng tôi không chỉ trích? Chúng tôi vẫn hàng ngày kêu gọi, thôi thì nó như vậy, nhưng mà chúng ta nhớ chúng ta phải đi bầu và đi bầu quyền lợi của chúng ta. Chứ chúng tôi không bao giờ chúng tôi bảo Việt Nam thì nó không chịu đi bầu, cái Việt Nam nó ăn chơi không chịu đi bầu, kỳ lắm. Không, chúng tôi nói cái chuyện đó, nhưng đồng thời chúng tôi khuyến khích quý vị phải suy nghĩ lại, phải đi bầu vì đó là quyền lợi của quý vị. Đó. Thành ra trở lại trong vấn đề người da đen này, mình phải thông cảm cho họ và khuyến khích họ đi lên. Ô, quý vị đừng có nhậu nhẹt nữa, đừng có hút chích, đừng có ăn cắp trộm nữa. Cho con cái đi học đàng hoàng, giáo dục cho nó lên người. Nhưng mà những kinh nghiệm mà khán giả Hùng Lâm này kể ra tôi tin là có thật, bởi vì khán giả kể ra như vậy. Nhưng mà như anh Long nói, nó chỉ là một, chúng ta không thể nào mà lấy một nơi vậy chúng ta nói cảm cộng đồng, thì cái đó tôi nghĩ rằng nó chưa đầy đủ. À, xin cảm ơn khán giả Hùng Lâm rất nhiều. Và chúng tôi cũng nhận được một thư của một khán giả anh Phạm có lời khen ngợi chương trình anh em chúng tôi. Xin cảm ơn khán giả anh Phạm rất nhiều. Và đó là ba cái thư chúng tôi nhận được ngày hôm qua và ngày hôm nay. Một lần nữa mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc cho chương trình, quý vị tiếp tục gửi email qua địa chỉ sbtnmorning@sbtn.tv. Xin cảm ơn quý vị. Sáng ngày hôm nay có một cái tin có lẽ là nó là gọi là cái old time story hả anh? Old time story. Quý vị có thể tưởng tượng một người lính vào sinh ra tử trong 38 giờ đồng hồ, hạ sát 175 quân thù, bị thương 18 lần, thấy không? Nghĩa là
Trong khi đó, đó là bị thương mà cứu được biết bao nhiêu đồng đội đi ra khỏi cái trận đánh, mà trận đánh rất là nổi tiếng ở vùng A Sao, Valley, thung lũng A Sao, ở gần A Lưới, cái khu này khu Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1966, tức là cách đây 48 năm, đây, đó là trung sĩ Akin, Benny Akin, người của thành phố Opelika, tiểu bang Alabama. Đây là bức hình mà ngày xưa ông A Sao, đây. Năm nay ông đã 80 tuổi và 46 năm sau, bây giờ Tổng thống mới tặng ông huân chương danh dự ngày hôm qua, huân chương cao quý nhất của nước Mỹ. Câu chuyện ông đánh cái trận A Sao này như thế nào thôi? Đúng là chỉ đánh một cái trong vòng 38 tiếng đồng hồ thôi. Câu chuyện nó là như thế này thưa quý vị. Đồn của ông bị bao vây, bị lực lượng của Cộng sản bao vây, bao gồm lực lượng chính quy, bộ đội chính quy Bắc Việt cũng như là lực lượng du kích. Và khi bao vây cái căn cứ này, coi như lực lượng Cộng sản tràn ngập, và trong các đồng đội của ông là hầu hết là coi như là bị thương, và có một ít nhất là cũng khoảng một nửa trung đội của ông bị thiệt mạng. Và trong khi ông chiến đấu với lực lượng ở đây, lại ông cũng chiến đấu chung với lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà lại không phải là lực lượng chính quy. Đúng rồi. Mà lại là lực lượng nhân dân tự vệ. Mà lực lượng nhân dân tự vệ đi với ông ở đây thì lúc đầu có khoảng chừng 410 người. Vâng. Nhưng mà trong cái cuộc chiến công đồn kéo dài 38 phút mà ông bảo vệ cái đồn này, thì là cái lực lượng nhân dân tự vệ chỉ còn 121 người thôi. Vâng. Và sau khi cái lực lượng mà quân của ông là các người lính Hoa Kỳ, thưa quý vị, có 16 người mà bị 5 người bị thiệt mạng và hầu còn lại đều bị thương. Chỉ có một mình ông vừa bị thương nhưng mà không đến mức là phải nằm luôn. Thì ông là người đi cứu hết tất cả các đồng đội của mình, kéo họ vào những cái nơi để an toàn hơn. Và cũng như một mình ông là khi thì bắn súng cối, khi thì bắn súng trường để mà bảo vệ cho đồng đội của mình. Và sau đó thưa quý vị, thì đương nhiên với cái lực lượng như thế không thể nào mà giữ được cái đồn này, và họ phải đi vào trong rừng sâu. Và khi vào trong rừng sâu thì họ lại gặp thêm một cái mà là gọi là kẻ thù khác nguy hiểm cũng không kém gì lực lượng mà đang bao vây ông. Đó là kẻ thù nào? Đó là một con cọp. Bởi vì khi mà bị dí lên cái đồi đó, mà lúc đó là ông này và những người khác đều bị thương, máu me chảy khắp người, nhưng mà bây giờ gặp con cọp nữa. Cọp, và thưa quý vị, họ ngửi thấy nó ngửi thấy mùi máu là nó thèm lắm. Thì ông mới kể lại là ban đêm nó, con cọp nó cứ nhìn tụi tôi mà tụi tôi nằm yên đó, cho tới khi là không có nhúc nhích gì cả, cuối cùng con cọp nó đi và họ đã thoát được. Nhưng mà ông nói cũng nhờ con cọp này, là ông nói là bộ đội Bắc Việt nó không sợ chúng tôi bằng nó sợ con cọp. Đó, thấy con cọp nó sợ, con cọp bỏ đi. Vâng. Và trên hình quý vị hồi nãy là thấy cái hình ảnh mà Tổng thống Barack Obama trao cái huy chương danh dự cho ông Benny Akin. Hôm qua Tổng thống Barack Obama có nói rằng là 46 năm mới trao cái huy chương này. Thì ông có nói như thế này, thông thường những cái hành động anh hùng như vậy chỉ mất vài năm điều tra là xong, là có huy chương. Thế nhưng mà trường hợp này quá lâu, gần nửa thế kỷ. Thì ông Obama có nói là đôi khi trong cuộc sống nó có những cái chuyện mà nó xảy ra không ai biết được. Không hiểu tại sao mà chuyện này không được ai báo cáo, cho đến bây giờ lục quân họ điều tra ra mới biết cái ông này. Thì ông bảo nhưng mà thôi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã làm được cái việc này. Đó là lý do tại sao ông có mặt ngày hôm nay để tôi trao trong cái huy chương này. Đó, cũng làm cái... Nhưng mà trong cái phỏng vấn của ông với tờ báo lục quân thì ông có tuyên dương cái lực lượng nhân dân tự vệ Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó ông bảo rằng cái trận chiến đó là tôi đánh với những lực lượng mà người Việt Nam Cộng Hòa miền Nam mà không phải là chính quy. Thì trong cái trận này thưa quý vị, nó có nhiều cái chuyện rất là lạ lùng. Quý vị nào có dịp thì theo dõi hoặc là đọc trên báo thì có lẽ biết câu chuyện này chi tiết hơn. Chương trình này anh em chúng tôi chỉ có thể nói đến như vậy thôi, đúng không anh? Vâng, và cũng trong cái buổi mà trao huy chương ngày hôm qua thì Tổng thống Barack Obama cũng trao cho huân chương cho một quân nhân Hoa Kỳ, mà người này đã qua đời năm lúc đó là 1969. Cái điểm đặc biệt quân nhân này là binh nhì Donald Slot. Ông vì có một cái quả lựu đạn quăng ra và ông dùng cái thanh bình để mà úp cái quả lựu đạn này để mà không có nổ cho làm chết bạn đồng đội. Thì đây là cũng trong cuộc chiến Việt Nam luôn. Trong cuộc chiến Việt Nam năm 1969 thưa quý vị. Thì đây là những cái tin mà rất là làm chúng ta cảm thấy kính phục những con người như thế này.